sau khi nó tính được cái tỷ lệ này thì nó nhân với cái số tiền, nó nhân với cái số tiền tổng này thì ra được cái số tiền cho từng cái, từng cái lớp, mà từng cái lớp này chính là từng cái công trình mà em đã tạo ra ấy nhá, ngay từ đầu, và em gắn vào doanh thu. Điều kiện là em phải gắn vào doanh thu thì khi đó mới mới phân bổ được. Còn nếu em mà trong quá trình làm mà em không sót phần gắn công trình ấy vào doanh thu thì nó sẽ không lên được đây đâu, nó sẽ bị sai, nghe chưa? Cut. Cái tự tự nhiên mà mình đang tính như thế này, có một cái mã mà nó không lên thì mình cũng phải kiểm tra lại, do cái lỗi duy nhất đó là không gắn mã công trình vào phần doanh thu, nghe chưa? Thế sau khi mà phân bổ cái chi phí chung bao gồm cái chi phí tiền điện, tiền nước và tiền thuê nhà, các tiền thực phẩm cho bé ăn ấy. Đấy, vào đây thì bắt đầu mình đến phần nghiệm thu rồi nhấn thêm. Ở đây nhấn thêm thì phải bấm vào chữ lấy dữ liệu. Lấy dữ liệu này ấy, thì nó sẽ so sánh luôn cho em. À, doanh thu là từng này, đi với giá vốn là từng này. Em hiểu chưa? Đấy, doanh thu từng này đi với giá vốn từng này. Thế thì chỉ có một cái nhận xét riêng cho em, đó là cái tháng này của em nhé, tận gần 800 triệu mà giá vốn mới được có 200, gần 500 triệu. Nghĩa là 8 trừ 250 là lại lợi nhuận gộp nó còn bao nhiêu? 800 mà trừ 250 là còn 550 nữa, đúng không? À, nhưng mà tuy nhiên ở đây là mình chưa đưa lương giáo viên vào, đúng không? Mình chưa đưa lương giáo viên vào, mình phải đưa lương giáo viên vào thì khi đó nó mới tăng cái giá vốn của mình lên. Tuy nhiên là để chị kiểm tra tiếp, còn thật sự cái tháng 8 này nó cái doanh thu của bên em xuất khá là lớn đấy, bên em xuất nhiều đấy, chọn này, đồng ý này. Thì nó sẽ nghiệm thu, khi nghiệm thu giá vốn thì nợ cho tài khoản 632 có tài khoản 154 nhá. Thông tư nào đi chăng nữa thì cũng là nợ 632 trên có 154 ở cái phần nghiệm thu nhá. Sau đó nhấn cất ở đây. Như vậy là xong. Em ghi cái quy trình lại chị một chút cái đã. Như vậy là đến đến cái đoạn này là chị phân tích tiếp này. Sau khi nó nghiệm thu doanh tương ứng với doanh thu nhá thì là sẽ tương ứng với giá vốn ở đây. Được chưa? Thì em cũng đã phán đoán được cái tình trạng của doanh nghiệp mình là cái tháng này là lãi. Nhớ không? Lãi rất nhiều. Và mình sẽ chỉ chuẩn bị một phương án là cho tiền lương vào bao nhiêu để cho nó bù đắp được cái phần lợi nhuận này. Hiểu không? Bây giờ á, chị nói lại quy trình vừa rồi nhé. Em sẽ làm lại nhé. Ừ. Đây. Em ghi Vào bước 1. Sau khi mình đã hạch toán toàn bộ quy trình từ đầu thì để tính giá thành, em sẽ vào phân hệ giá thành này. Nếu như em đang ở các cái phân hệ khác thì em phải vào phân hệ công trình. Nhá. Công trình. Em ghi này. Bước 1. Xác định kỳ tính giá thành. Bước 2. Tập hợp chi phí trực tiếp. Mở ngoặc. Đối với những doanh nghiệp có chi phí trực tiếp, tức là cái khoản chi phí mà có cả khoản mục chi phí và chọn cả tên công trình nhé. Ví dụ bên xây dựng ấy, nhưng như bên em thì không có. Vì bên em là tất cả là chi phí đầu vào là nó sẽ bổ chung cho tất cả các lớp, đúng không? Chứ mình không chọn, mình không chọn chi phí đó cho từng lớp khi trong quá trình mình hạch toán. Bước thứ ba là bước phân bổ chi phí chung. Đấy. Bước thứ ba là bước phân bổ chi phí chung. Ở bước này sau khi tạo kỳ tính giá thành xong ấy thì mình sẽ chọn bước tính phân bổ cho tháng mấy, hiểu chưa? Tính phân bổ cho tháng nào thì mình chọn tháng đấy. Ví dụ mình đang làm tháng 8 thì mình chọn tháng 8. Tỷ lệ phân bổ lần này 100%. Tỷ lệ phân bổ lần này là 100%. Có nghĩa chi phí đi vào bao nhiêu thì mình sẽ phân bổ hết bấy nhiêu. Tiêu thức phân bổ ở đây chọn doanh thu. Vì mình sẽ trên cơ sở doanh thu để mình phân bổ, hiểu chưa? À, vì bên mình cũng bên cũng chả có cái tiêu thức nào phù hợp hơn là tiêu thức phân bổ theo doanh thu, mà nguyên vật liệu thì không hợp phù hợp rồi, đúng không? Mình không thể nào cho nguyên vật liệu vào cho từng lớp học được, mà chỉ có bám vào phần phân bổ theo doanh thu là hợp lý nhất. Và như vậy sau đó nhấn vào chữ phân bổ nhá. Nếu như tất cả các cái mã công trình mà đều có số liệu cả thì chứng tỏ là mình đang làm đúng, đúng chưa? Tự Yeah. nhiên có một lớp nào đấy lại không có số tiền thì Đây là có một một đứa trong cái số đó hay sao? đấy, chị đang định nói như thế. Đấy là ví dụ như trong trường hợp một một bạn trong cái lớp này mình sót, được không? Ừ. Thì sao? Thì nó vẫn lên số tiền nhưng mình không phát hiện ra được. Vậy thì quay lại buổi hôm trước chị có dạy em vào đâu để kiểm tra, vào đâu? Vô cái bản cân đối số phát sinh Không đâu phải. Vào báo cáo bán hàng và sổ chi tiết bán hàng, đúng không? Nhớ nữa không? đúng rồi. Đây đây, em nhớ lại cái đoạn mà hôm qua chị hướng dẫn cho em, tức là vào báo cáo bán hàng, sổ chi tiết bán hàng, phải chuột chọn cái công trình lên lọc,
chọn công lọc dân xong trống, rồi đúng chọn không? trống luôn Đúng rồi, chọn trống đấy. Thế sau đó. đó thì Dạ. em mới quay lại để em kiểm tra bước đấy trước nhá, đúng không? Dạ. Nếu mà nó quên cả lớp thì mình mới phát hiện ra, còn quên một bạn ở trong lớp thì không thể phát hiện ra. Sau đó nhấn cất đây đấy, sau khi phân mình nhớ bấm chữ phân bổ phía trên rồi nhấn cất đây. À, sau khi cất xong ấy thì ở đây em đang dùng thông tư 200, thì ở đây nó sẽ không có một cái bước kết chuyển đâu này đấy, nó đi thẳng từ phân bổ sang nghiệm thu luôn. Nhưng nếu bạn nào làm thông tư 200 thì nó sẽ có một bước kết chuyển đấy, đi từ phân bổ chi phí sang nghiệm thu luôn, em hiểu chưa? Ừ, thế ở đây nhấn chữ nghiệm thu. Thật ra đấy là cái này năm nay chị đã, cái tháng 1 này chị đã nghiệm thu rồi nhưng nó lại không lên đây, thì chị muốn kiểm tra cái quá trình em nghiệm thu được tháng nào rồi thì em phải nhớ chọn năm nay nhá, năm 22, nhấn lấy dữ liệu đấy, phần mềm nó bị ẩn, nhấn lấy lên nó mới lên, nghe chưa? Thế bây giờ chị đã nghiệm thu rồi thì bây giờ chị bỏ ghi đi, chị xóa, bỏ ghi xóa để nghiệm thu lại, bỏ ghi xóa. Rồi đến đây nhấn thêm để nghiệm thu. Nghiệm thu ở đây em bấm chữ lấy dữ liệu, chọn tất cả các mã công trình và chọn tất cả doanh thu và phần đã nghiệm thu, đồng ý. Ừ. Đấy thì phần mềm sẽ tự động hiểu là nợ 632 có 154 tương ứng là doanh thu của từng lớp, tương ứng với giá vốn của từng lớp là bao nhiêu. Sau đó mình nhấn cất. Đây là đang tính tạm tính giá thành thôi. Đến đây phần mềm báo là lỗi 154 thiếu khoản mục chi phí. Thực ra đến bước này có báo cáo cho mình thì cũng không cần thiết, tại vì bước này là bước nghiệm thu kết chuyển rồi nhá. Không cần. Ừ. Như vậy là em đã hiểu về quy trình tính giá thành ấy của các cái lớp học ấy nhá. Ok.